Chào thầy và các bạn, mình là Hoàng Nhi, lớp IGH44, anh văn chuyên ngành thầy Nguyên. Hôm nay mình sẽ giải câu mà thầy đã giao cho mình. Câu của mình là câu số 6. A patient discharged with a diagnosis of glomerulonephritis should be instructed to call the doctor if they gain how much weight. Một bệnh nhân được xuất viện với cái chẩn đoán là viêm vi cầu thận thì nên gọi cho bác sĩ nếu như mà họ tăng bao nhiêu cân. Đáp án đầu tiên là 2 pounds in a day. Thứ hai là 2 pounds in a week, 10 pounds in a day, 2 kilograms in a day. Thì đáp án đúng ở đây là 2 pounds in a day. 1 pound là khoảng 0,5 kg. Thì theo như một nguồn của một bài báo thì cân nặng tăng từ 3 đến 10 kg trong vòng 10 ngày. Tức là một ngày bệnh nhân có thể tăng tối đa là 1 kg. Nên đáp án đúng ở đây là câu A. Cảm ơn các bạn đã xem.